Nhưng không sao, quay lại diễn biến ở trong cái trận đấu này, team Mỡ đang muốn giao tranh ở đây. Lại một lần nữa Mỡ mốp lóc vào mông của Lance, nhưng cú nhập hồn đến từ vị trí của Angela. Cái lùng máy con Angela này tay nhanh vãi nổi, nó cứu đồng đội của nó thì vờ lờ luôn anh em ạ. Team Mỡ đang giao tranh ở đây, không biết là thắng hay thua, nhưng Mỡ với phong thái của một tử long mốp lóc vẫn đang di chuyển cực kỳ là mốp lóc. Mỡ đang vòng ra đằng sau, team của Mỡ đang giao tranh và đang là giao tranh thắng. Mỡ sẽ đứng ở đây để mà canh không cho team Mỡ gọi là bị phá hoại đến từ cái con lót, và Mỡ đang muốn mốp lóc vào vị trí của Bi Trịch này. Không biết Bi Trịch có ra đây không anh em nhỉ. 2000 years later. Có khi lại ra thật anh em. Đây rồi. Tử Long mốp lóc đến đây. Mốp lóc thành công được Bi Trịch này, sau đó là lùi về. Ok. Ơi. Tử Long mốp lóc quay lại đây. Tử Long mốp lóc quay lại đây. Úi rồi ôi. Tí nữa. Creatures. Hey yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ. Thì ngày hôm qua, Mỡ đã mang đến cho anh em cái video clip mà tương đối chi tiết và đầy đủ về cách sở hữu cũng như là cái chi phí để mà chúng ta có được cho mình, đó là cái skin xịn sò mới nhất của anh chàng Tổng Lư Tử Long này, với cái tên gọi là Thượng Thần Tiêu Dao, đúng không ạ? Thì Tử Long là một trong những cái vị tướng tiếp theo nhận được cho mình, đó là một cái skin mang tính chất gọi là thiên đình, gọi là cung đình, gọi là người nhà trời đấy anh em ạ. Bên cạnh rất nhiều những cái vị tướng khác kiểu như là Nana này, rồi thì Link này, rồi thì Ondert đồ, các thứ các kiểu, Matip các thứ. Thì thật ra ấy, đây là cái skin thứ hai mà vị tướng Tử Long này có theo cái concept người nhà rời. Đấy chính là Tử Long Thượng Thắng Tướng Quân, và bây giờ là chúng ta có Tử Long Thượng Thần Tiêu Dao. Đó, và chi tiết là Mỡ đã mang đến cho anh em trong video clip ngày hôm qua rồi. Còn ngày hôm nay, Mỡ sẽ mang đến cho anh em video clip về gameplay về Tử Long, sức mạnh của Tử Long ở thời điểm hiện tại của Mobile Legends. Và trong trận đấu này, Mỡ sẽ đi đối đầu với cả Rủ Bí, một cô nàng rất nhiều khống chế, nhưng Mỡ lo được, Mỡ hất Rủ Bí về và chạm sát cái nhẹ. À, có một cái điều rất là thú vị mà Mỡ thấy, ở trong những cái skin khác thì Mỡ không để ý, nhưng mà anh em hãy thử chú ý hộ Mỡ nha. Đó là ở trong cái skin collector này của Tử Long ấy, khi mà chúng ta hạ gục đi được kẻ địch thì nó sẽ có một cái lốc xoáy nhẹ, nó giống như là một cái hiệu ứng hạ gục ấy. Nó giống như là một cái hiệu ứng hạ gục ý. Thì Mỡ không để ý được những cái hiệu ứng này, tại vì khi mà Mỡ bắt đầu chơi cái trận đấu này này thì Mỡ bắt đầu mới nhận ra được cái hiệu ứng đấy. Còn ở trong những cái trang phục khác thì như thế nào thì anh em hãy cùng gọi là để ý hộ Mỡ nha. Còn ở trong cái trang phục cấp độ collector của Tử Long, ở trong cái trang phục với cái tên gọi là cái Thượng Thần Tiêu Dao này, thì khi mà hạ gục kẻ địch thì nó sẽ có một cái lốc xoáy. Thì Mỡ xong trận này, Mỡ sẽ check xem đấy là cái hiệu ứng hạ gục của Mỡ hay là hiệu ứng hạ gục của riêng cái con Tử Long ở trong cái trang phục này. Thì anh em có gì nếu như mà anh em tình ý hay biết được thì để lại comment bên dưới video clip này cho Mỡ biết nha. Rồi, thì ở trong trận đấu này, Mỡ sẽ sử dụng Tử Long, đang là những cái tình huống gọi là tung chiêu móc thương, đâm thương đồ các thứ các kiểu. Và nói thật với anh em là ở trong cái trang phục này, Mỡ thấy ấn tượng nhất ở đây đấy là cái kỹ năng móc thương của Tử Long, tức là chiêu 1. Tử Long sẽ móc ra một cái con thanh long, và khi mà cái địch gọi là bị móc ngược lại đấy, nó sẽ tạo ra một cái giống như kiểu những cái ngọn núi anh em. Nhìn nó thực sự phải nói là rất là chăm chút đến từ cái skin này. Thì cái skin này thì hoạt cảnh phòng chơi thì như Mỡ có chia sẻ ngày hôm qua cho anh em xem rồi. Nó không có, đấy, chiêu cuối anh em này, ui xồi, nó không có một cái gì gọi là gì anh em nhỉ, nó không có những cái sự ngầu lòi đến từ bộ giáp. Nhưng mà Tử Long ở trong cái trang phục này nó ngầu đến từ cái sự xuất hiện anh em ạ. Bên cạnh đó là cái bộ kỹ năng của Tử Long nó liên quan đến thanh long rất là nhiều. Chiêu 1 là móc thường gọi ra thanh long, còn chiêu thứ 2 là triệu hồi ra một cái con thanh long rất là to và nhìn rất là rõ ràng, nó rõ hơn tất cả những cái kỹ năng khác của Tử Long là nhiều anh em ạ. Đó, và Tử Long ở trong cái trang phục này thì dĩ nhiên rồi, một anh chàng trai rất là đẹp trai, good boy, nhìn trông rất là good boy anh em ạ. Gương mặt thanh tú trong sáng, đúng chất điển hình của những như nào nhỉ, những võ hiệp Trung Hoa cổ đại. Đấy, đợt này là Mỡ thấy Moon Tun làm hơi nhiều skill liên quan đến thiên đình.
rồi thì võ hiệp Trung Hoa cổ đại, rồi thì Tết thì cũng không phải là một cái con hổ mà là Tết lại con khỉ anh em ạ. Thì khả năng cao là sắp tới là do game Mobile Legends này của chúng ta là sắp du nhập vào Trung Quốc. Cho nên là cái việc mà chúng ta sẽ có nhiều những cái trang phục mang tính chất gọi là Trung Hoa cổ đại để mà phần nào đấy nịnh đất nước tỷ dân thì game nó sẽ dễ du nhập hơn, kiểu thế. Rồi ở đây này, lại móc thương, dồn sát thương vào đó là Ruby, kèm theo đó là chảm sát mỡ có được cái mạng thứ ba trong trận đấu này. Ở đây là Lan sẽ lột kiếm trận hoa hồng, kèm theo đó là cái cô nàng ẳng ré la nhưng mỡ lùi được về và tiếp tục đi pha. Mỡ có được cho mình một cái khởi đầu của cái trận đấu này là tương đối xanh, còn team mỡ thì hơi a đuổi một tí nhưng mà không sao, nó thành gọi là truyền thống rồi anh em ạ. Team của mỡ bao giờ lúc nào cũng dưới kèo so với team bạn, nó là truyền thống rồi. Ok, thì cái set trang bị của Tử Long ở trong cái trận đấu này, lâu lắm rồi mà không cầm Tử Long thì mỡ nghĩ rằng cái set trang bị của cái vị tướng này nó cũng không thay đổi quá nhiều, bởi vì cái ngưỡng sức mạnh của Tử Long là gần như không có thay đổi gì cả, không ai động chạm đến cái con Tử Long này. Cho nên vẫn là cái giày cuồng nộ, vẫn là cái trảm phong kiếm tăng tốc đánh tốc chạy, kèm theo đó là cái gươm thất hải, rồi thì chiến dự berserker kiếm diệt cỏ, và cuối cùng là cái súng nặng nô hoặc là cái hải thần chiến kích. Đấy. Thì cái súng nộ năng và cái hải thần chiến kích thì anh em hoàn toàn có thể thay cái hải thần chiến kích bằng cái một cái trang bị khác dồn đam khỏe hơn, nhưng mỡ cầm hải thần chiến kích ở trong trận đấu này là để mỡ counter cái vị tướng Ruby, những cái vị tướng có khả năng gọi là búp máu Ruby, Angela, rồi thì đâu đó là cái cô nàng gọi là Luigi này nữa này, rồi ở đây là Franku. Ôi trời ơi, mắt túi. Tôi là người nhà trời, tôi còn thấy mù nữa. Anh không biết anh em xem video clip này anh em thấy như thế nào. Ôi, có con Franku là thôi coi như trận đấu này là coi như là bỏ qua anh em ạ. Trận đấu này team mỡ là toàn là người thừa, toàn mấy ông Tấu Hài, Sicilian đầu em không có đam, Moscow thì chắc chắn không đi lại được bi trích rồi. Thêm ông Franku nữa thì không hiểu tanh kiểu gì. Đấy, trận đấu này chỉ có mỗi mỡ với cả thanh niên ghi súng xín thôi. Nhưng không biết ghi súng xín ông ấy đánh như nào. Thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi xem. Đấy, vừa mới nói đến ghi súng xín xong thì ông ấy súng răng luôn rồi. Đường giữa là có Lũ Dí, có Angela, kèm theo đó là có Lancelot. Úi dồi ôi, ở đây là Franku còn rất thấp máu này. Mỡ sẽ nhồng ra đây này. Úi dồi ôi, sao tính bạn tiến đông thế nhở. Móc thương được đó là thanh niên Lance, và mỡ chạy rất nhanh, chạy gọi là tụt cả phanh luôn, và chạy khỏi cái khả năng giữ chân lại đến từ vị trí của Angela. Cái phát vừa xong giữ chân là mỡ chết đấy anh em, bởi vì team bạn có 3 nguồn sốc sát thương tương đối khỏe. À đâu, 2 nguồn sốc sát thương tương đối khỏe là con Luigi, kèm theo đó là con Lancelot. Rồi, không sao. Quay trở lại đối với cái cục diện ở trong cái trận đấu này thì ở đây là Lance anh ta không ăn rùa nữa, máu anh ta còn thấp quá rồi. Anh ta đu qua tường, mỡ đang cầm một mảnh của cái kiếm diệt cỏ đâu, cái gậy gươm thất hải. Và ở đây là mỡ chọc vào mông của đó là Luigi sức mặt lợn luôn. Mỡ có được cái mạng thứ tư ở trong cái trận đấu này, và sau khi hạ gục đi được Luigi là mỡ cùng với đó là cái con thanh long bao quanh sẽ chạy xuống đường dưới tranh thủ farm luôn. Cầm cái con tử long này thì anh em nhớ rằng là chúng ta sẽ phải farm gần như là liên tục anh em nha. Nhớ là đừng nên tự cho mình một cái khoảng thời gian mình đi dạo, mình đi chơi làm gì cả. Ngay khi anh em đánh nhau xong thì anh em sẽ phải chạy đi farm, tìm kiếm những cái mục tiêu xung quanh để mà farm, có được cho mình những cái món trang bị lớn để mà có thể đi giao tranh. Ví dụ như ở thời điểm hiện tại này, với cái kiếm diệt với cái gươm thất hải và cái chảm phong kiếm thì đây là hai cái trang bị mà mỡ có thể gọi là tham gia giao tranh được rồi. Hạ được Ruby luôn rồi cơ. Nhưng vấn đề là cái con Ruby này nó chết 3-4 mạng rồi, nó khô lắm anh em ạ. Này, này anh em thấy không ạ? Ruby đánh rất khéo. Cho nên là thôi, mỡ cũng sẽ không nhây với Ruby nữa. Cái thời để mà mỡ đi được Ruby nó qua rồi. Đến lúc này là mỡ chắc chắn không đi được Ruby nữa rồi anh em ạ. Cho nên là mỡ sẽ liên tục là có những cái tình huống di chuyển lúc lùm để xem rằng có cái cơ hội nào để mà mỡ hạ gục đi được cái gì không. Đường trên kìa team bạn trời rất chán đò. Rất là Family Simulator. Với ủa con bi trích 2 mạng, con Lancelot 2 mạng, team nó thằng rừng với cả thằng xạ thủ xanh như thế này thì khả năng cao trận này nó cũng hơi căng cò anh em ạ. Rồi, trêu Ruby một tí nha. Tầm này chọc Ruby không ăn thua. Ruby tầm này khỏe quá anh em ạ. Chọc Ruby tầm này không ăn thua rồi. Mỡ chắc là sẽ phải chạy thôi. Chạy khả năng cao sẽ là bật ulti cũng chạy đi farm rừng. Chứ bây giờ tầm này là mỡ không đẩy được nhà này. Bây giờ chỉ còn cách gọi là đi tham gia giao tranh. Team mỡ trận này không đánh nhau được cơ. Bởi vì team mỡ là bao gồm 5 người chơi không liên quan gì đến nhau cả về bộ kỹ năng, cho nên chắc chắn là không thể nào giao tranh được rồi. Cho nên là tầm này là chỉ có kèo kỹ năng để mà ăn được team bạn thôi anh em ạ. Team bạn là chắc chắn là thiên về giao tranh tổng ở đường dưới này. Rồi, Franku nó đang xuống anh em ạ. Mỡ nhìn nó, nó ẩn thân anh này. Cắn một đứa lại cái. Tôi bỏ mỡ rồi. Ôi trời ơi. Bố Franku này không cắn được ai cả anh em ạ. Thôi, cái tình huống vừa xong là mỡ lại toang, mỡ bị shut down rồi anh em ạ. Đậu xanh rau muống. Thôi quay ngược trở lại đối với cái diễn biến trong cái trận đấu này là mỡ vồ vào đó là Ruby. Chọc Ruby không mất máu, vẫn đang là chọc. Ui ôi, tay. Chiêu cuối đổi chiêu cuối. Mỡ lời hơn là chắc kèo. Tiện đường công tác,
chạy thẳng ra đường giữa này thì lủ gì với chúng tôi này. Franco cắn thằng kia lại, đúng rồi ông ơi, để tôi lao vào giữ chân nó lại, đúng rồi, đôi mạng là đang bội, ở đây là năm mạng hạ gục dành cho mỡ tim bạn. Bỗng dưng mất đi Luigi và Lance, họ mất đi luôn trong mình, đó là cái đường giữa và khả năng cao là mất đi luôn trong mình, đó là cái con lót này luôn. Tiện tường công tác ra lót anh em ơi. Ôi này bạn ơi, bị trịch, bạn đi đâu? Mỡ hỏi một câu là bạn đi đâu, bạn chạy kiểu gì, chạy với chúng tôi này. Một hạ gục dành cho mỡ, mạng thứ 6 rồi, cái con Angela đâu, đứng lại. Ôi dồi ôi, chạy nhanh thế, chạy nhanh như thế là thông minh với cả khốn đấy. Quay trở lại ăn cái con lót này anh em ơi, ăn được rồi chứ, mạng thứ 6 của mỡ, team mỡ gần như là đã phần nào đó lật kèo lại được ở trong cái trận đấu này rồi. À không, không phải lật kèo mà là cân bằng thôi anh em ạ. Bởi vì mỡ nghĩ là ở thời điểm hiện tại giao tranh tổng là team mỡ vẫn thua, bởi vì team mỡ không phải là cái team giao tranh tổng. Team mỡ anh em có thể thấy bộ kỹ năng nó chẳng liên quan gì đến nhau cả. Mỡ là thiên về gọi là mốp lock với cả đi đẩy lẻ. Mỡ là kiểu mốp lock anh em nha. Rồi, còn thì những cái thành viên còn lại của team mỡ thì về cơ bản là nó cũng nó cũng chẳng liên quan đến nhau lắm anh em ạ. Anh em nhìn team là biết. Rồi, thì một cái team mà gần như không có quá nhiều skill AOE, thật ra là có, nhưng mà toàn những cái kỹ năng AOE mà nó sẽ phù hợp với nhiều điều kiện anh em ạ. Kiểu như con Sicilian thì nó sẽ phải về cuối game vả nó mới đau. Rồi thì thanh niên Yisansin thì phạm vi tấn công không đủ rộng. Đấy, thanh niên Moskov thì ulti ném 10 năm mới ném được một lần. Đấy, cho nên là với cái con tử long mốp lóc này thì mỡ sẽ cố gắng gọi là đánh cẩn thận. Team mỡ đang muốn ép giao tranh ở đường dưới này để xem cái con Franco nó sẽ làm gì nha. Nó vào rồi. Franco cắn vào lũ dí, mỡ lao thẳng vào lũ dí luôn, vào mạng thứ 7 của mỡ trong trận đấu này rồi. Chọc thử Ruby, không thấm thì mình chạy ra đường này. Easy anh em. Ấy, vãi lít. Bó tay. Cái tình huống vừa xong thì thằng mỡ cũng xin chịu, đã phải lên mạng lần số lần thứ 2 một cái phát bắn chiêu cuối đến từ khẩu Renner là chuẩn, đến từ vị trí của Beatrix, nhưng mà mỡ đang nhìn trên minimap kìa, đang là bị truy đuổi đến từ vị trí của Yisansin, nhưng mỡ không lên được. Team này của mỡ không có ông nào lên với cả ông Yisansin được. Yisansin đang bị cô lập, team bạn tập trung 5 thành viên đứng trên mỡ chịu. Cái con Lance với cả cái con Ruby nó chặn rồi mà team mỡ thằng tanh nó còn đứng sau mỡ thì chơi kiểu gì. Đây, ở đây là mỡ chọc được vào mông của Ruby, hạ được Luigi, hạ được đi được đó là Luigi. Team mỡ bắt đầu ép team bạn giao tranh ở đây. Và mỡ đây để mỡ lùa thằng này về. Ok, thằng này bị đuổi về rồi. Quay lại này anh em này, chọc này. Đây là cái con Angela này, chọc tiếp này. Hạ gục đi được đó là Ruby này. Chỉ còn mỗi Lancelot và Beatrix đã phải lùi về. Giao tranh với cơ bản những trả thù cũng hòm hòm anh em ạ. Cũng có thể nói là trả thù được với một cái team gọi là team nó hơi bị a đuổi này anh em ạ. Vẫn đánh được với một cái team nó hơi a đuổi này. Thì bây giờ mình là tử long mốc lóc thì mình đành phải đánh như thế này thôi anh em, chứ biết làm nào giờ. Còn Lance, còn Beatrix đứng ở đây, mọi sẽ đứng. Ôi dồi ôi, múa kìa. Đó, Lance múa là mượt nha, nhưng mà mình đứng ở trong bụi tí anh em nha. Tử long mốc lóc thì sẽ cần phải có cho mình một cái đầu nạnh anh em ạ, một cái đầu nạnh. Đứng dưới là đã có CC liền xuống đép rồi, cho nên là mất một cái trụ đấy không sao. Đứng dình anh em ơi, dình nha. Kiên nhẫn là bố mẹ của thành công, đấy là mỡ nghe trên mạng nói thế, còn thì thực hư như thế nào thì mỡ không rõ. Đó là thời điểm hiện tại này là mỡ cũng full đồ, cho nên là mỡ không cần nhiều đồ lắm. Rồi, kéo ông ơi, kéo đi, kéo bừa đi ông ơi. Đúng rồi, chọc nó. Úi dồi, thôi, chạy luôn, chạy không cần phải gọi là suy nghĩ làm gì cả. Nhập hồn đến từ ẳng giải la như thế là mỡ biết không đánh được rồi. Mỡ sẽ chạy, mỡ đi farm anh em ạ. Đánh điếu gì, vãi lít thật mà. Con công nhận là con Angela kia nó tay nó nhanh thật anh em ạ. Kiểu ngay khi mà đồng đội của nó bị kéo là nó nhập luôn. Đấy, gặp phải mấy con bạn Angela như thế là đánh hơi ghê. Nhưng team mỡ bằng cách nào đó vẫn giao tranh thắng. Ruby đã phải lên bảng điểm số. Mỡ ở đây, tử long mốp lóc đang di chuyển rất là khéo. Con nhà bà chéo. À đây rồi, để tử long mốp lóc lộn rồi đúng không ạ? Này thì Beatrix này. Tử long mốp lóc đã hoàn thành tất nhiệm vụ của mình. Mission complete. Và đây là Lancelot. Úi anh ta múa, anh ta bị hạ gục mất rồi anh em. Ê. Rồi đẩy đường trên. Đẩy đường trên, dẹp đường cho đại ca mỡ đi, dẹp đường cho đại ca lót mỡ đi. Lính đang được đẩy lên rồi, để mỡ clear thật nhanh cái đợt lính này nha, để cho lót nó sẽ đi cùng cái đợt lính ở đường giữa cũng như là đường dưới. Nhanh lên anh lót ơi, có em dọn đường cho anh rồi. Ơ sao cái con tử long này mỡ lại mất bóng ta, bây giờ mỡ mới để ý anh em ạ. Mà giao tranh ở đường giữa đang được nổ ra kìa. Một cốp tí mỡ hạ gục đi được đó là cái trụ, và mỡ cũng sẽ cắn được luôn cái trụ đường trên rồi. Tử long mốp lóc đến đây, thông gió mà lủ dĩ này, chạy ngay tử long mốp lóc chạy đây. Bye bye. Úi rồi ôi, chạy nhanh lắm anh em ạ. Nói thật với anh em, ở trong cái lục địa bình minh này, thằng tử long mốp lóc này mà chạy số 2 thì không ai bằng 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 không ai là số 1 được luôn anh em ạ.
Rồi, đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chơi theo cái chiến thuật gọi là tử long mốp lóc anh em nha. Đánh khi nào chúng ta đánh được và không đánh khi nào chúng ta không đánh được. Đấy, anh em thấy những cái câu từ của mỡ nó văn hoa và nó có tư duy không anh em? Thật ra mỡ chả thấy gì đâu anh em ạ. Rồi, ui. Đánh nhau với team bạn căng thẳng là như thế mà cũng chỉ gọi là bằng mạng thôi. Anh em nhìn kìa, KD của team mỡ là 18, xong rồi team bạn là 19. Ui, chính ra gọi là team bạn là team mỡ fit nó cũng thuộc dạng gọi là 19-10 đấy anh em ạ. Rồi, cái thế này thì đang chưa biết sẽ đánh như thế nào. Không biết là nhiều anh em nghĩ rằng thế này đánh như thế nào. Với mỡ thì thế này nó chỉ còn một cái cách đánh duy nhất thôi. Đấy là mỡ sẽ đi mốp lock, mỡ sẽ đi đẩy đều 3 lane để mà chờ cái con lot nó sẽ ra trong khoảng độ tầm 90 giây nữa. Ở thời điểm hiện tại đồng hồ đang điểm đến phút thứ 15 rồi. Một cái thời điểm mà mỡ nghĩ rằng là cả hai team đều đã đủ khỏe và full đồ. Tầm này là cho dù anh em có đồ rời đi chăng nữa, người rời, người nhà rời đi chăng nữa, mà anh em kiểu bị nó bớ vào ấy thì anh em cũng cũng đi trận lạnh to luôn. Nhưng team bạn đi lẻ, ôi hơi lag anh em ạ. Nhưng mỡ lo được, hạ được thằng Lancer này, team mình thắng này. Ôi trời ơi. Đổi quả mạng con Lancer để lấy ba mạng team mỡ chua quá anh em ạ. Không ổn rồi, lỗ lòi tòi phòi luôn anh em ơi. Chả thấy lời và chả thấy thắng ở đâu. Nhưng không sao, quay lại diễn biến ở trong cái trận đấu này, team mỡ đang muốn giao tranh ở đây. Lại một lần nữa mỡ mốp lóc vào mông của Lancer, nhưng cố nhập hồn đến từ vị trí của Angela. Cái lùng máy con Angela này tay nhanh vãi nổi, nó cứu đồng đội của nó thì vờ lờ luôn anh em ạ. Team mỡ đang giao tranh ở đây, không biết là thắng hay thua. Nhưng mỡ với phong thái của một tử long mốp lóc vẫn đang di chuyển cực kỳ là mốp lóc. Mỡ đang vòng ra đằng sau, team của mỡ đang giao tranh và đang là giao tranh thắng. Mỡ sẽ đứng ở đây để mà canh không cho team mỡ gọi là bị phá hoại đến từ cái con lót, và mỡ đang muốn mốp lóc vào vị trí của bi trịch này. Không biết bi trịch có ra đây không anh em nhỉ? Đứng rình xem em nha, có khi lại ra thật anh em. Đây rồi, tử long mốp lóc đến đây, mốp lóc thành công được bi trịch này, sau đó là lùi về. Ok ơi, tử long mốp lóc quay lại đây, tử long mốp lóc quay lại đây. Úi rồi ôi, tí nữa thì tử long mốp lóc thành tử long gọi là tử long quay rồi anh em ạ. Nhưng mà không sao, ở trong trận đấu này với cái việc tử long mốp lóc hoàn thành được cho mình đưa team bạn hai thành viên lên bảng đếm số thì team bạn con cái nịt anh em ạ. Và trận đấu này sẽ là kết thúc tại đây. Chính đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về tử long mốp lóc. Nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Peace.